Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước, thầy và trò đã ôn tập xong ở cái chương 3, đặc biệt là ở cái bài số 5 và bài số 6, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Trời ơi, cứ một bài là một clip, nên là thầy làm cho tới 8 clip phần ôn tập chương 3 nha, rất là dài, và cuối cùng cũng đã xong cho các em. Còn riêng cái phần kiểm tra một tiết thì thầy hy vọng cái phần này chúng ta phải dựa vào cái sự gọi là thông minh lanh lợi của em để mà giải được những cái bài toán về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình các em nhé. Thầy chúc cho các em có cái điểm kiểm tra thật là cao. Ok, thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài ở chương 4, hàm số y bằng ax mũ 2. Chúng ta được học ở chương trình toán học ở lớp 7, đồ thị hàm số bậc nhất y bằng ax với điều kiện chúng ta a khác không, thì nó có dạng là một cái đường thẳng, nghĩa là chúng ta chỉ cần xác định một điểm nữa là chúng ta có thể vẽ được đường thẳng đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã có cái điểm tọa độ O 0 0, và chỉ cần cho x bằng 1, y suy ra y, thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường thẳng đó rồi. Nhưng ở đây chúng ta thấy là đây chính là phương trình bậc hai, các em thấy nào? Nếu như ở đây mà không có số 2 này, người ta gọi là bậc nhất, còn đây tính là có mũ 2, đây gọi là bậc 2, hiểu nào? Bậc 2 một ẩn đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 1 các em nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 1, hàm số y bằng ax mũ 2, với cái điều kiện chúng ta là a phải khác không nhá. Chúng ta đi sang bằng 1, ví dụ mở đầu thì ở đây người ta có đưa ra cái hình ảnh, ở đây chính là cái tháp gì đây các em? Đây chính là cái tháp nghiêng Pisa ở Ý, ở Italia đấy các em. Như vậy thì cái ông Galileo đã thả hai quả cầu bằng chì có trọng lượng khác nhau để làm thí nghiệm nghiên cứu sự chuyển động của một vật rơi tự do, nghĩa là ông thả hai cái quả, đây là bằng chì nha, cái kim loại này. Ông khẳng định rằng khi một vật rơi tự do, không kể đến sức cản của không khí, vận tốc của nó tăng dần đó, nghĩa là lớn dần ấy, và không phụ thuộc vào trọng lượng của vật, quãng đường chuyển động s của nó được biểu diễn gần đúng bởi cái công thức này. Như vậy quãng đường là s này, 5 t đây chính là gì? T là thời gian và nó được tính bằng giây, s thì đơn vị được tính bằng mét em nhé. Thì theo công thức này, mỗi giá trị của t xác định một giá trị tương ứng nhất định của s. Rồi bây giờ chúng ta qua trang 28 nha các em nha. Nhớ cái tháp nghiêng Pisa này ở Ý là nó nghiêng 5 độ nha các em nha, 5 độ nha. Như vậy thì ở đây người ta nói là chẳng hạn cái bảng sau đây biểu thị vài cặp giá trị tương ứng của t và s. Như vậy thì ở đây hồi nãy chúng ta có là gì? Đây các em. S của chúng ta ấy là bằng 5t mũ 2 đúng không nào? Bây giờ t của chúng ta tương ứng là bằng 1, thì chúng ta thế vào đâu? Thế vào chỗ đây này. Như vậy thì suy ra S này nó sẽ bằng 5 nhân cho 1 mũ 2, mà 1 mũ 2 thì bằng 1 thì nó bằng 5. Đây thấy không nào? Tương tự bây giờ thầy sẽ làm em t bằng 2, thì suy ra S sẽ bằng là gì? 5 nhân cho 2 mũ 2, mà 2 mũ 2 này chính là bằng 4. Như vậy thì bằng 20, thấy chưa? T bằng 3 thì suy ra S sẽ bằng 5 nhân cho 3 mũ 2 sẽ bằng 5 nhân 9 sẽ bằng 40, 15, thấy chưa? Đó, T bằng 4 suy ra S sẽ bằng 5 nhân cho 4 mũ 2, có đúng nào? Thì 5 nhân cho 16 thì bằng 80. Chứ không là các em lại không hiểu vì sao nó lại ra như thế này ha. Đó, học thầy là ok chưa? Thấy quảng cáo thì clip ngay nha. Rồi tiếp tục, chúng ta đi sang phần 2 các em nhé. Như vậy thì cái công thức S bằng 5T mũ 2 biểu thị một cái hàm số có dạng là Y bằng AX mũ 2. Như vậy thì A ở đây này các em thấy nào, tương ứng với lại số 5. Còn X mũ 2 đây tương ứng với T mũ 2 ở đây. Các em hiểu chưa? Chúng ta đi sang phần 2 nhé. Rồi, thầy tâm sự với em một xíu là con trai của thầy nó vừa mới bị bỏng em ạ. Bị bỏng ở bụng, hết phần bụng. Thầy up cái hình lên trên Facebook, các em có thấy không nào?
Thực sự là rất là đau xót em, nhưng mà thầy vẫn kìm nén và thầy vẫn dạy cho các em, nên các em phải hết sức thông cảm và đồng cảm, ủng hộ đồng hành cùng với thầy và cô nhé. Ok, xin cảm ơn các em nha. Còn thầy thì rất là đau buồn chứ không phải là không đau buồn, nhưng mà thầy kìm nén lại, thầy vẫn dạy cho các em mặc dù thời gian nó rất là bận và con thì bị đau, nhưng mà cũng phải dành thời gian, một khoảng thời gian cho các em. Ok, chúng ta đi sang phần 2, tính chất của hàm số y bằng ax mũ 2 với điều kiện chúng ta là a khác không. Chúng ta xét hai hàm số sau. Đây, cái hệ số a ở đây chính là 2, cái hệ số a ở đây chính là âm 2 nha. Chúng ta điền vào chỗ trống trong bảng sau. Ở đây các em thấy nào, 2. Bây giờ thầy sẽ tính tương ứng luôn cho các em nha, thầy gấp giấy, thầy sẽ làm nhanh cho các em nha. Rồi, như vậy y ở đây 2x mũ 2 nha. Bây giờ x ở đây bằng âm 2, ta thế cho đây, như vậy y sẽ bằng 2 nhân cho âm 2 mũ 2 này, thì âm 2 mũ 2 cũng bằng 4, nhưng mà đây bằng 8. Như vậy chỗ đây chúng ta điền thầy số 8 nhé. Ở đây là âm 1 mũ 2 thì bằng 1 nhân 2, đây thì ngay đây bằng 2. 0 thì 0 mũ 2 thì bằng 0, 2 nhân 0 thì bằng 0 này. Tương tự ta thế như này thôi, 1 không, 1 thì 1 mũ 2 thì bằng 1, thì 2 nhân 1 thì bằng 2 này, đây 8 rồi, 3 thì chắc chắn chỗ đây sẽ là bằng 18 này, đúng chưa nào. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tính giùm thầy ở cái bảng số 2. Bảng số 2 như vậy thì ở đây âm 2, âm 2 thì ở đây là âm 2 này, thế vô đây thì nó sẽ bằng là 4, âm 2 nhân cho 4 là bằng âm 8 này, được chưa. Âm 1 thì đây là bằng âm 2 này, 0 này, 1 đây nó cũng bằng âm 2 này, đây bằng âm 18 này, đó, được chưa nào. Rất là dễ nên thầy làm nhanh nghe em ạ. Đó, rồi chúng ta nhìn trong bảng một xíu này. Trong 12 này, đối với hàm số y bằng 2x mũ 2, nhờ bảng các giá trị vừa tính được, hãy cho biết này. Này, thầy sẽ làm luôn với em nhé. Ta nhìn vào bảng này nha. Khi x tăng này, nhưng luôn luôn âm. Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm? Các em hiểu câu này không nào? Rồi, ở đây người ta bảo là khi x tăng, các em nhìn giùm thầy ở đây nha. Khi x tăng nhưng luôn luôn âm. Tăng nhưng luôn luôn âm nhé. Luôn luôn âm. Đây, các em nhìn cái hàng này. X tăng âm 3 này, âm 2 này, âm 1 này đang tăng đúng không? Tại vì âm âm 3 thì nhỏ hơn âm 2 nhỏ hơn âm 1 thì đang tăng đúng không? Khi đó y thì tăng hay giảm? 18, 8, 2 thì tăng hay giảm? Thì khi đó y sẽ giảm. Đúng không? Còn khi x tăng mà luôn luôn gì? Luôn luôn dương. Đây này, x tăng luôn luôn dương này, 1 này, 2 này, 3 này, thì khi đó là gì? Ở y này 2, 8, 18 thì y này sẽ tăng. Các em hiểu nào, đây chấm 12 này nha. Tương tự như vậy, nhận xét tương tự đối với cái hàm y bằng âm 2x, nghĩa là người ta nhìn thấy cái bảng này. Đây là đối với cái bảng y bằng 2x mũ 2 nhé. Còn đối với cái bảng y bằng âm 2x mũ 2 này, ta có là khi x tăng luôn luôn âm, x tăng mà luôn luôn âm này thì đây tăng hay giảm? Suy ra y tăng hay giảm? Âm 18 rồi đến âm 8, âm 2 thì âm 2 lớn nhất, như vậy chứng tỏ là suy ra y đây là tăng này. Còn khi x tăng luôn luôn dương này thì đây tăng hay giảm? Giảm đúng không? Y giảm. Âm 2, âm 8, âm 18 thì đang y là giảm ha. Số âm nó càng lớn thì nó càng bé em ạ. Em rõ chưa? Chấm hồi 2 đấy. Ok.
tổng quát này, cái hàm số y bằng ax mũ 2 với a khác không xác định với mọi giá trị của x thuộc r, đây tính là tập số thực này các em. Và người ta chứng minh được nó có tính chất sau đây. Đây, cái này chúng ta ghi vào trong vở và học nha. Nếu a lớn hơn 0 thì hàm số nghịch biến, đây các em nhớ giùm nhá. Nghịch biến khi mà x nhỏ hơn 0 và đồng biến khi x lớn hơn 0. Nếu a nhỏ hơn 0 thì ngược lại nha. Thì hàm số đồng biến x nhỏ hơn 0. Nhớ đồng biến thì nó sẽ cùng chiều với a nha. Đồng biến thì cùng chiều với a, mà nghịch biến thì sẽ ngược chiều với chiều của a đây nha. Ta nhớ ghi giùm thầy vào trong vở nha. Rồi, chúng ta đi sang trang tiếp theo 30 nha. Chúng ta đi sang chấm hỏi 3. Đối với hàm số y bằng 2x mũ 2 khi x khác 0 nha. Giá trị của y dương hay âm. Như vậy thì khi x khác số 0 á thì chúng ta suy ra cái giá trị của y này dương hay âm em? Âm hay dương? Tại vì khi chúng ta thế tất cả mọi giá trị của x này bởi âm hoặc dương á thì nó đã có mũ 2 này này. Thì bao nhiêu giá trị âm và dương vào đây thì nó đều ra là dương hết. Như vậy 2 mà bản thân 2 này là số dương nên nhân với số dương thì suy ra y này sẽ là dương. Các em hiểu nào? Nghĩa là y lớn hơn 0 đó. Còn người ta hỏi là khi x bằng 0. Khi x bằng 0 thì suy ra y này sẽ bằng 0, tại vì 0 mũ 2 thì bằng 0, lấy 2 nhân 0 thì bằng 0 ở đây. Cũng câu hỏi tương tự thì đối với cái hàm số y bằng âm 2x mũ 2. Đó nào. Thì khi ta có là khi x khác 0 thì suy ra âm hay dương em? Tại vì khi x khác 0 thì khi đó x là âm hoặc dương một cái số bất kỳ nào đó mà chúng ta thế vào đây, thì nó sẽ ra được số dương. Mà âm 2 ở đây là hệ số A là âm, mà âm nhân dương thì ra được là y, đây chắc chắn ra giá trị nó sẽ là âm. Còn khi x bằng 0 thì chúng ta suy ra y sẽ bằng 0. Y dương ở đây nghĩa là y lớn hơn 0 này. Còn y âm ở đây nghĩa là y nhỏ hơn 0 này. Nếu người ta yêu cầu chúng ta thể hiện ký hiệu, các em hiểu chưa? Đó, rất là hay đúng không các em? Ok chưa? Rồi, chúng ta đi sang phần nhận xét nhé. Nếu a lớn hơn 0 thì y lớn hơn 0, thấy chưa? Đây, giá trị nhỏ nhất của hàm số đó chính là y sẽ bằng 0. Nghĩa là nó sẽ đạt cái giá trị nhỏ nhất tại đâu? Đó chính là tại x bằng 0, và khi đó y sẽ bằng 0. Đó chính là giá trị nhỏ nhất. Còn ngược lại, nếu a lớn nhỏ hơn 0 thì khi đó y sẽ âm này. Ở đây nếu a mà dương này, dương thì y dương ra giá trị y dương. Còn nếu a này âm, nãy thầy nói này, đây này, hệ số a của chúng ta đây là âm 2 là âm tương ứng ở trường hợp này này. Còn hệ số a của chúng ta dương thì tương ứng ở đây là a bằng 2 này, thì khi đó ra giá trị là dương. Ví dụ như chúng ta thế x bằng 1 đi thì khi đó y sẽ bằng 2. Nhân 2 nghĩa là y dương là y lớn hơn 0, các em hiểu không? Thì ở trường hợp thứ hai này, a nhỏ hơn 0 thì y nhỏ hơn 0 với mọi x khác 0. Và khi y bằng 0 thì x bằng 0, hồi nãy thầy đã làm được em rồi. Như vậy thì giá trị lớn nhất của hàm số nó y sẽ bằng 0 tại x bằng 0 này. Nhớ nha, nếu mà a dương đấy thì giá thì x bằng 0 này thì khi đó giá trị y bằng 0 thì nó là nhỏ nhất. Nhưng ngược lại, cái trường hợp này nó lại là giá trị lớn nhất. Các em hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang làm chấm hỏi 4 em nhé. Rồi, chúng ta làm chấm hỏi 4 em nha. Cho hai hàm số đây, tính cái giá trị tương ứng rồi điền bạn kiểm nghiệm lại nhận xét nó trên. Kiểm nghiệm thì rất là dễ rồi đúng không em? Rồi, chúng ta sẽ làm ở đây nha. Thầy sẽ làm một cái trường hợp cho các em thấy. Sau đó những cái trường hợp còn lại thầy sẽ tính nhẩm nha các em nha. Ví dụ trường hợp này, y bằng 1/2 x mũ 2. Bây giờ x ở đây là bằng âm 3 đúng không? X bằng âm 3. Thì bây giờ chúng ta thế x vào đâu? Thế vào chỗ đây. Như vậy chúng ta suy ra y sẽ bằng 1/2 nhân x mũ 2, nghĩa là âm 3 mũ 2 cái đúng nào? Âm 3 mũ 2 thì bằng mấy? Bằng 9. Tại vì mũ 2 với âm này ra dương rồi, 3 mũ 2 thì bằng 9. Như vậy kết quả đây bằng 9/2. Như vậy đây ra dương hay âm? Tất cả mọi cái ở đây, hệ số A của chúng ta kiểm nghiệm này, A chúng ta đây chính là
lớn không, mà chúng ta suy ra y ở đây là bằng 9/2, cái đó nào thì cái này cũng lớn không. Như vậy là đúng với cái trường hợp này, kiểm nghiệm được chưa? Thầy làm một cái và thầy kiểm nghiệm luôn, ok chưa nào? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 9/2 này em. Ở đây âm 2 mũ 2 thì bằng 4, 4 chia 2 đây bằng 2 này. Âm 1 mũ 2 thì bằng 1 thì kết quả đây là 1/2 này. Đây bằng 0 rồi, chắc chắn là không. 1 này bằng 1/2 này. Tất điều dương hết em. 2 đây bằng 2 bằng 9/2 này. Đó. Rất là dễ em ạ. Rồi. Tương tự như vậy thầy sẽ làm cho các em ở cái bài ở cái bảng này một bài, sau đó thầy kiểm nghiệm luôn nha các em nhé. Chờ thầy ship giấy một xíu nè. Hôm con này nó khóc ghê lắm các em ơi, khóc nhiều lắm, thầy đau hết cả ruột cả gan rồi, nhưng vẫn phải cứ phải dạy, giọng vẫn cứ phải to rõ để các em hiểu. Bây giờ tại x bằng âm 3 đây, x bằng 3 ta thế vô đây này, thì y sẽ bằng âm 1/2 nhân âm 3 mũ 2 đúng không? Âm 1/2 đây, âm 3 mũ 2 thì bằng 9, thì kết quả đây là âm 9/2 đúng không? Như vậy thì ở đây các em có là sẽ là âm 9/2 đúng không? Đây chắc chắn sẽ là âm 2 đúng không? Âm 1/2 không, đây là âm 1/2, âm 2, âm 9/2 đúng không? Không tin nghe em cứ tính là 100% là ra kết quả như vậy. Đây số 9 đây nhỉ. Đó, em rõ chưa? Hay thì nhớ giúp thầy click quảng cáo nhé. Còn kiểm nghiệm đúng không? Ở đây hệ số A của chúng ta là âm 1/2 thì nó sẽ ai thành loại nhỏ hơn 0. Thì ở đây y của chúng ta bằng âm 9/2 thì nó cũng sẽ nhỏ hơn 0 này. Đó. Đây. Hả? Kiểm nghiệm này. Ok chưa? Đó. Hay bây giờ hiểu không nào? Có thể là do một số tỉnh không biết làm sao, chứ còn ở như thầy đang dạy thì đang ôn tập chương em ạ, đang ôn tập chương 3. Mới có một bài hai, nghĩa là một hai bài đầu tiên thôi, chứ chưa qua cái bài đấy đâu em. Mà thầy thấy các em một số bạn comment ở trên kênh của thầy thì thầy thấy học đâu tới bài số 2 của chương 4 rồi, mà các em học lúc nào mà sao nhanh vậy ta? Thầy không biết các tỉnh kia này áp dụng cái chương trình cái kiểu gì mà sao rất là nhanh đó. Nên là nhiều lúc thầy công việc nó nhiều nên thầy ra hơi chậm, nên em thông cảm nhé. Ok. Còn riêng cái phần bài tập thì thầy sẽ làm ở trong clip tiếp theo nhé. Còn phần này gọi là phần lý thuyết. Ok. Xin chào hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo nhé. Nếu hay và dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ và click quảng cáo ủng hộ thầy nha các em nhé.